chào quý chị, hiện tại mình đang ở khu công nghiệp cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp mới 2 xã Mỹ Thành Nam, Đức Hòa, Long An. Thì hôm nay mình sẽ sẵn đi tới đây rồi, mình sẽ giới thiệu luôn cho các anh chị về cái vị trí dự án khu dân cư Phúc An City 1 để xem nó có những chuyển biến, thay đổi như thế nào. Đây là con đường đây, hình thành con đường 36m liên kết từ khu tỉnh lộ 10 sang tỉnh lộ 9. Đây, sau khi con đường này được hoàn thiện, nó sẽ là một cái vị trí khá là đẹp và kết nối vùng cho mình. Hy vọng là nó sẽ được hoàn thành sớm hơn. Đây, mình đang đi là con đường tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 824. Lưu lượng xe ở đây thì hiện tại cũng khá là đông. Đường thì hơi bụi do cái đặc trưng ở đây là khu công nghiệp. Phía trước cổng thì có cái nhà hàng, cũng có cái điện máy xanh. Đây là Phúc An City, mình sẽ đi vào trong thử để xem ha. Thì ở trước cổng thì nó sẽ có gác bảo vệ. Đây là cái khu dân cư. Về cái trục đường ngập chính này, lúc trước ngày trước mua là khoảng 1,750 lúc đầu mở bán. Thì ở đây dân cư hiện tại khá đông và đều ở là bán kinh doanh được nhất. Bên phải của mình là cái khu nhà điều hành. Đây là khu chung cư. Khu chung cư này là khu chung cư đầu tiên của Long An. Thì ở đây ngày trước giá thời điểm là khoảng 230 triệu một căn. Rồi mình sẽ xuống luôn ha. Xe hơi nhiều. Rồi mình đi vòng thử xung quanh cái khu xem thử nó như thế nào. Shop house bên dưới là 780 triệu. Mình còn nhớ là 5 x 8. Đây khu shop house. Chung cư ở thì chung cư ở đây nghĩ là chắc người ta ở đông rồi đó. Tại vì ở đây cũng thuê thì không có giá, không có được cao nhiều lắm đâu. Mỗi chung cư thì sẽ có cầu thang bộ đi ngang bắc ngang qua. Đấy, có cái sân sinh hoạt chung. Rồi, đây xe hơi đậu hơi nhiều. Chung cư ổn định. Rồi mình sẽ đi qua những cái dãy nhà khác để xem cái vị trí trong đây mật độ dân về ở đã đông chưa, hay là khách hàng nhiều người ta sẽ mua đầu tư. Đây là Phúc An City giai đoạn 1 nha, mặt tiền tỉnh lộ 824 luôn. Sẽ có Phúc An City giai đoạn 2 nằm ở sau lưng khu dân cư Xuyên Á, và Phúc An City giai đoạn 3 nằm ở phía trong hơn một tí cái đường mặt tiền của khu. Khu này thì có công viên, cũng mật độ nhà ở thì cũng có rồi, khá nhiều. Ở đây thì rất là ok quý anh chị. Nhà cửa hoàn thiện, nhưng mà có một điều là ở cái khu vực này á, do cái đợt xây đầu tiên á, nên cái mẫu nhà mình quan điểm cá nhân của mình là thấy nó không được đẹp bằng những cái mẫu nhà ở các giai đoạn 2 và 3. Cái này thì còn chưa người ở, cũng có nhà thì bán nhà. Đây là kết thúc rồi đây. Rồi đây quý anh chị thấy xa, phía xa xa bên kia là cái giai đoạn 2 đó. Có xa xa giữa nhà và xa xa giai đoạn 2. Rồi cái giai đoạn 3. Giai đoạn 3 đây hơi xa. Sẽ có một đường phóng từ tỉnh lộ 10 sang
sớm được đưa vào hoạt động thì giá trị bất động sản ở khu vực này sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì trong vị trí trong đây thì cũng có nhiều khách hàng ký gửi những sản phẩm giá rẻ cho mình từ 2 tỷ 2 đến khoảng 4 tỷ với những vị trí nhà trong đây. Thì nếu anh chị nào có nhu cầu mua thì ở mua đầu tư kinh doanh thì hãy để lại một comment ở dưới số điện thoại và câu hỏi, mình sẽ trực tiếp liên hệ lại cho quý chị. Cũng như quý chị thấy video hay hoặc cần review một cái dự án nào mà lâu ngày mấy chị không có cơ hội xuống để tham quan lại thì hãy để lại bên dưới phần bình luận cho mình. Nhớ đăng ký kênh like sẽ để sau khi mình ra những video khác thì quý anh chị sẽ có nhận được thông báo đầu tiên và mình xem. Tại mình thấy cũng hơi cũ rồi. Đây, biệt thự nhà phố. Đây, những cái mẫu nhà lúc trước chỉ có 1.750 tỷ thôi. Rồi, mình đã ra tới đường tỉnh lộ 824 hay còn gọi là tỉnh lộ 9. Rồi, kính chúc quý anh chị nhiều sức khỏe, tài lộc và nhiều may mắn trong công việc và hạnh phúc. Nhớ một điều, đầu tư bất động sản là phải hạnh phúc nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị ạ.